tiếp nối thành công của những lần tổ chức, chương trình học kỳ trong quân đội đã trở thành sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu niên thị xã vùng biên vào mỗi dịp hè. Chương trình đã tạo nên môi trường rèn luyện kỹ năng sống, khả năng thích ứng, giúp cho các em trưởng thành hơn trong cuộc sống, đồng thời nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên về lòng yêu nước và tinh thần dân tộc. Được sự thống nhất của thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã và các ngành có liên quan tổ chức chương trình học kỳ trong quân đội lần thứ 5 năm 2016. Sau những lần họp thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức học kỳ trong quân đội thị xã Hồng Ngự lần thứ 5 năm 2016 nhằm có sự chuẩn bị thật tốt từ cơ sở vật chất, nội dung chương trình đến khám sức khỏe cho các em học viên đã được hoàn tất chu đáo và các chiến sĩ nhỏ của chúng ta đang háo hức chờ đến ngày để làm lễ xuất quân. Sáng ngày 9 tháng 6 năm 2016, tại nhà văn hóa thị xã Hồng Ngự đã diễn ra buổi lễ khai mạc học kỳ trong quân đội lần thứ 5 năm 2016 với sự tham gia của 71 học viên, biên chế thành 3 trung đội và làm 9 tiểu đội. Đến dự có ông Hồ Văn Thống, Bí thư thị ủy Hồng Ngự, ông Nguyễn Văn Tòng, Phó Bí thư thường trực thị ủy, ông Nguyễn Hồng Tráng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. Tuy lần đầu tiên bước vào quân trường, khoác lên trên người bộ quân phục, những thanh thiếu niên dường như đã lột xác và trở thành một con người mới, chín chắn và trưởng thành hơn. Chuẩn bị bước vào một môi trường kỷ luật, kỷ cương với những trải nghiệm đầy mới mẻ, dường như các chiến sĩ nhỏ của chúng ta đều có chung một cảm giác, đó là sự hồi hộp và háo hức trước những ngày trải nghiệm đầy lý thú trong quân trường sắp tới. Thì từ lâu thì bản thân gia đình của tôi cũng rất thích là cái màu xanh của áo lính, cũng rất thích bên quân đội. Bởi quân đội thì nó sẽ giúp con em của chúng tôi nó hoàn thiện rất là nhiều kỹ năng, nhất là cái tính tập thể, cái tính kỷ luật, cũng như là rèn cho các em kỹ năng tự quản lý bản thân mình rất tốt. Cho nên muốn con em mình đi học để nó có trưởng thành hơn trong cuộc sống. Cũng lo lo không biết nó có hoàn thành tốt được nhiệm vụ không, nó có nhớ nhà hay không. Bản thân gia đình thì cũng chắc cũng nhớ nó, nhưng mà cũng ráng kệ cho nó đi để nó có thể trưởng thành hơn, chứ mình bảo bọc nó hoài cũng đâu được. Thì chỉ nói với nó là thôi ráng vô đó thì nghe lời các anh chị ở trong đó, các người hướng dẫn, người ta hướng dẫn sao thì mình làm gì, mình cố gắng phấn đấu để thể hiện mình, coi con mình được tới đâu, như thế nào. Trước khi xuất quân về danh trại, các chiến sĩ nhỏ đã hành quân vào đền thờ liệt sĩ thị xã Hồng Ngự để dâng hương tưởng nhớ hơn 2.000 anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương Hồng Ngự đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do cho thế hệ mai sau. Trong làng khói hương nghi ngút, từng chiến sĩ nhỏ thầm hứa với chính mình sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh cao quý của lớp người đi trước, quyết đoàn kết một lòng ra sức học tập và rèn luyện để tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương Hồng Ngự ngày càng giàu đẹp. Sau phút bùi ngùi, xúc động, các chiến sĩ nhỏ của chúng ta di chuyển về doanh trại để sẵn sàng cho những trải nghiệm trong quân trường. Sau khi được ban chỉ huy đại đội quán triệt các nội dung trong doanh trại, các học viên bắt đầu được huấn luyện cách gấp chăn, màn sao cho vuông vức để đầu đạc sinh hoạt như thế nào cho đúng vị trí và ngăn nắp. Có em xếp đi xếp lại hoài chưa được, nhưng vẫn không nản lòng, quyết khi nào được mới thôi. Đến khi nhìn mùng mền đã xếp vuông vức, chiếu, giày dép để ngay hàng thẳng lối, tất cả nhìn nhau trên gương mặt ai đấy đều rạng ngời, hớn hở. Ngay sau đó, các chiến sĩ nhỏ bắt đầu di chuyển ra sân tập để được cán bộ khung huấn luyện bài tập thể dục buổi sáng cho những ngày sắp tới. Do đây là những bài tập khởi động với những động tác cơ bản, chính vì thế các em dễ dàng làm quen và tập luyện khá đồng đều. Đây là lần đầu tiên mà em xa nhà lâu, cũng là lần đầu tiên mà em phải tự làm tất cả những thứ mà ở nhà có người làm cho em. Rồi nhiều cái bỡ ngỡ lắm, tại vì có nhiều bạn mới, rồi phải tự gấp chăn, gấp màn, rồi phải tự rửa chén, làm tất cả mọi thứ. Trong cái đó ở nhà thì có người làm giúp em. Em cảm thấy đây là một cái trải nghiệm rất là bổ ích cho em sau này, vì sau này em phải đi xa ba mẹ. Nên là đây là giống như là một bước đệm cho em trên con đường sau này.
Em sẽ cố gắng thực hiện tốt các nội quy và cố gắng hoàn thiện bản thân của mình sao cho đúng với khuôn phép của quân đội. Buổi tối đầu tiên trong quân trường, các học viên được tập trung tại hội trường để xem phim tư liệu Hồ Chí Minh chân dung một con người. Không riêng gì các chiến sĩ của chúng ta, khi nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, ai ai cũng đều kính mến và những gì liên quan đến Bác đều được mọi người quan tâm và tìm hiểu. Các em ngồi thẳng hàng trật tự và chú tâm theo dõi vào đoạn phóng sự đang được trình chiếu trên màn hình. Qua đây, phần nào giúp cho các em có thể hiểu hơn về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của người, một nhà chính trị gia lỗi lạc, một vị lãnh tụ tài ba của đất Việt. Bác luôn là tấm gương sáng ngời cho thế hệ sau noi theo. Đúng 5 giờ sáng, khi tiếng chuông vang lên, những chiến sĩ nhỏ đã bật ngồi dậy, vội vàng thu dọn nội vụ thật chỉnh tề rồi ra sân tập thể dục buổi sáng để chuẩn bị cho một ngày với nhiều hoạt động lý thú và bổ ích. Khởi động xong, các chiến sĩ nhanh chóng vệ sinh cá nhân để tiếp tục những bài học trong quân trường. Khi còn ở nhà, quen được chiều chuộng, không quen phải tự phục vụ mình. Lần đầu tiên các em ăn cơm phải xếp hàng ngay ngắn, phải tự xách ghế, tự mang theo chén đũa, không nói chuyện ồn ào, ăn xong đem chén đi rửa, tự giặt quần áo. Bài huấn luyện đầu tiên về kiến thức quân sự là các tư thế vận động chiến trường. Với mục đích để nhanh chóng, bí mật tiếp cận mục tiêu và tìm mọi cách tiêu diệt địch. Do đó, bài học này rất cần sự mưu trí nhanh nhẹn và cẩn thận. Tuy lần đầu được tiếp cận với các bài tập về quân sự, nhưng các chiến sĩ nhí của chúng ta luôn cố gắng tập luyện để thành thạo các tư thế động tác khi vận động. Đối với các chiến sĩ nhỏ, ở tuổi của các em rất dễ xảy ra những bất ổn về mặt tâm lý, lại thêm sự tác động của nhiều luồng văn hóa phẩm có nội dung tiêu cực, những hình ảnh phản cảm, kích động trên phim ảnh hiện nay. Trong khi đó, gia đình, nhà trường chưa có biện pháp nào để kiểm soát. Thì những suy nghĩ lệch lạc phát triển trong tâm sinh lý của các em là điều không thể tránh khỏi. Chính vì thế, việc giáo dục tâm lý tuổi mới lớn là vô cùng cần thiết. Nắm bắt được vấn đề này, ban tổ chức cũng dành một buổi học với chuyên đề tâm lý tuổi mới lớn để các em có thể nhận biết và hiểu rõ hơn về tâm sinh lý của bản thân mình. Qua đây, các em cũng có thể thoải mái trò chuyện, đặt vấn đề với diễn giả để tháo gỡ những vướng mắc mà các em còn đang bỡ ngỡ về vấn đề tâm sinh lý của bản thân mình. Ngoài ra, buổi chiều ngày hôm nay, ban tổ chức còn phối hợp với phòng tài nguyên và môi trường thị xã tổ chức buổi tuyên truyền về vệ sinh môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu cho các em chiến sĩ của chúng ta tham gia. Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp cho các em ý thức được khí hậu ngày càng khắc nghiệt, làm suy giảm nguồn tài nguyên rừng, ô nhiễm môi trường và thiên tai xảy ra ngày một nhiều hơn trước. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của các em trong việc bảo vệ môi trường xung quanh. Ô nhiễm môi trường, dịch bệnh tràn lây thì anh giàu, anh bệnh. Với chủ đề rèn sức, luyện tâm, chiến thắng chính mình, đúng 18:30 tối ngày hôm nay, 9 tiểu đội đã bắt đầu hành quân đêm từ doanh trại đến khu vực gần cầu kháng chiến thuộc địa bàn xã An Bình B. Tuy quãng đường hành quân không xa, với chặng đường vừa đi vừa về gần 2,5 km, nhưng đây là lần đầu tiên các học viên có thể trải nghiệm với một bài học về rèn luyện thể lực
và sức dẻo dai cho bản thân. Lần đầu được trải nghiệm hành quân như một người lính thực thụ, tuy ai nấy cũng đều đã thấm mệt, nhưng các em vẫn luôn cố gắng để hoàn thành thật tốt bài học về thể lực này. Hôm nay, các chiến sĩ nhỏ của chúng ta được tham gia huấn luyện 3 tư thế ném lựu đạn và khám súng. Khám súng xong tiểu liên AK. Có vẻ như đây là lần đầu được tiếp xúc với súng AK. Do đó mà các chiến sĩ nhí đã rất thích thú với bài học ngày hôm nay. Được cán bộ khung hướng dẫn các tư thế khám súng, ai nấy cũng đều đã chăm chú theo dõi với mong muốn thực hiện cho thật tốt bài học này. Sau khi được hướng dẫn, chính tiểu đội bắt đầu phân chia ra thực hành. Lần lượt từng em lên thực hiện lại các thao tác đã được hướng dẫn. Có nhiều em nhanh trí, dễ dàng thành thạo với động tác khám súng. Tuy nhiên, cũng còn nhiều bạn cũng gặp đôi chút bỡ ngỡ với việc khám súng AK này. Lồng ghép với các bài học về quân sự, hôm nay các chiến sĩ nhỏ được tham gia diễn đàn an toàn giao thông và phòng chống bạo lực gia đình. Tại đây, các em đã được phổ biến một số quy định xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, theo dõi phim tư liệu phản ánh tình trạng vi phạm an toàn giao thông thường gặp, các tiểu phẩm tuyên truyền bạo lực gia đình, vân vân. Thông qua diễn đàn nhằm nâng cao ý thức của các em trong việc tự giác chấp hành và tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường. Qua đó từng bước đưa pháp luật đi vào đời sống, tạo thành ý thức xã hội để góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật nói chung và đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói riêng. Tiếp theo hoạt động của ngày hôm nay, ban tổ chức đã có một buổi hướng dẫn hắt nút dây, giấu đường và giải mật thư trong trò chơi lớn cho các em chiến sĩ nhỏ của chúng ta. Đây là một bài học đòi hỏi sự tư duy, nhạy bén của các em, giúp các em hiểu thêm về kiến thức tổ chức và tham gia trò chơi lớn sau này. Ngoài những giờ học quân sự hay các hoạt động bổ ích, các chiến sĩ của chúng ta còn tham gia vào hoạt động tăng gia sản xuất và vệ sinh môi trường trong doanh trại. Các tiểu đội đã chia nhau làm công tác chăm sóc các cây trồng trong doanh trại, nhặt rác, quét dọn doanh trại, vân vân. Lao động tuy vất vả nhưng các em vẫn luôn rơm rã tiếng cười. Buổi tối hôm nay, các chiến sĩ nhỏ được tham gia chương trình Khi Tôi 18. Đây là dịp để các em có thể thoải mái nói lên những tâm tư, suy nghĩ của bản thân về những vấn đề hiện hữu trong lứa tuổi của các em hiện nay như tâm lý tuổi mới lớn, bạo lực học đường, tiêu cực trong thi cử, thanh niên với văn hóa giao thông. Thông qua các tiểu phẩm sân khấu hóa cho các em thể hiện. Từ những vấn đề trên đã được các em cùng nhau thảo luận, trao đổi, từ đó có thể rút ra những bài học bổ ích cho riêng mình, làm hành trang để bước vào chặng đường dài phía trước. Bước sang ngày thứ tư trong quân trường, hôm nay các chiến sĩ của chúng ta sẽ được huấn luyện 3 tư thế bắn súng cùng với các tính năng, kỹ thuật và tháo lắp súng thông thường. Với 3 tư thế bắn súng, các chiến sĩ được cán bộ khung hướng dẫn kỹ thuật 3 tư thế gồm đứng bắn, quỳ bắn và nằm bắn. Bên cạnh việc học 3 tư thế bắn súng, các chiến sĩ còn được làm quen với tính năng kỹ thuật và cách tháo lắp súng AR-15, AK và CKC. Qua bài học này, giúp cho các em hiểu hơn về kiến thức cơ bản về cách sử dụng và bảo dưỡng súng. Song song với các bài học về súng, các chiến sĩ nhỏ còn được học 16 thế võ thể dục quân đội. Trên sân tập, các chiến sĩ nhỏ luôn tập trung luyện tập theo sự huấn luyện của ban chỉ huy. Ai ai cũng quyết tâm, cố gắng để có thể đi được những thế võ một cách nhuần nhuyễn và đẹp mắt. Nói tiếp những bài học quân sự,
Buổi chiều hôm nay, các chiến sĩ nhỏ của chúng ta được huấn luyện đều là đội ngũ, đội hình tiểu đội hàng ngang, hàng dọc, tập hợp đội hình AB, cách chào và báo cáo sĩ số của tiểu đội, trung đội. Là một thế hệ trẻ, những trụ cột tương lai của đất nước. Hơn ai hết, các em cần phải được giáo dục truyền thống anh hùng của dân tộc nói chung và vùng đất Tây Nam Bộ nói riêng. Qua đây, có thể giúp cho các em hiểu hơn về những đức tính anh dũng, kiên cường, bất khuất với lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần tự hào dân tộc của ông cha ta đi trước. Lấy đó làm động lực để các em ra sức phấn đấu thi đua học tập và cố gắng rèn luyện để cùng nhau đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp và phát triển. Với chủ đề Đêm gia đình yêu thương, vào buổi tối hôm nay, ban tổ chức đã tổ chức cho các chiến sĩ nhỏ viết thư gửi về gia đình. Với những niềm vui xen lẫn nỗi buồn, sau vài ngày vào quân trường đã được các em thể hiện qua những dòng thư đầy tâm trạng và suy tư. Với những lời trải lòng sâu sắc, tự nhìn nhận bản thân, sống thật với chính mình, dám nói lên những lỗi lầm và hứa sẽ từ bỏ. Nhiều học viên còn tự hào viết thư kể cho gia đình nghe về những thành tích có được trong những ngày tham gia học kỳ trong quân đội, như đã biết tự chăm sóc bản thân, giặt quần áo, biết rửa chén, trồng cây, vân vân. Bằng những lời lẽ bộc lộ sự yêu thương, biết ơn cha mẹ, hứa với cha mẹ sẽ học tập thật giỏi, sống tốt để không phụ lòng, phụ công lao của cha mẹ. Gác lại những nội dung huấn luyện, ngày hôm nay các chiến sĩ nhí của chúng ta có chuyến về nguồn tham quan khu lưu niệm lăng cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc tại thành phố Cao Lãnh. Và tại đây, các chiến sĩ nhỏ được tham quan khu mộ Nguyễn Sinh Sắc, gồm phần mộ chính và hồ sen, đài sen, ngôi mộ cụ phó bản quay về hướng đông, có mái hình cánh sen cách điệu, giống hình dáng bàn tay xòe úp xuống. Trên mái đắp nổi tượng chín con rồng, tượng trưng cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long luôn che chở và bảo vệ ngôi mộ người chiến sĩ yêu nước. Ngoài ra, các em còn được tham quan khu nhà lưu niệm trưng bày nhiều hiện vật, tư liệu liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của cụ, nhất là thời gian cụ ở Cao Lãnh và vùng đất Nam Bộ, và khu nhà sàn Bác Hồ được phục chế nguyên mẫu như nhà sàn của Bác ngay tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội. Qua đây, phần nào giúp cho các em có thể hiểu rõ hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cụ phó bản, vị thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã sản sinh ra cho đất Việt một con người dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Suốt đời cần kiệm liêm chính, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Sau khi tham quan lăng cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc là thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, em đã được các cô hướng dẫn viên đó rất là giới thiệu rất là rõ ràng cụ thể, thì em cảm thấy rất là xúc động và khâm phục được đức tính cần cù, cuộc sống giản dị đời thường của cụ, rất là chăm chỉ làm việc. Qua đó thì em có thể hỏi được những điều tốt đẹp ấy của cụ để mà áp dụng vào cái đời sống thực tiễn của mình, cũng như là trong cái việc học tập hàng ngày để có thể đạt được hiệu quả cao hơn và nâng cao được tinh thần yêu nước của các em. Rời lăng cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, hành trình về nguồn tiếp tục đi đến địa điểm tiếp theo là khu di tích Xẻo Quýt thuộc huyện Cao Lãnh. Đây là địa điểm còn lưu giữ được nhiều giá trị lịch sử, thiên nhiên với diện tích 50 hectare, trong đó 20 hectare rừng tràm. Nơi đây là căn cứ cách mạng của tỉnh ủy Đồng Tháp, lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống Mỹ từ năm 1960 đến năm 1975. Đến với khu di tích, các chiến sĩ nhỏ sẽ được hiểu thêm về những hình ảnh của một chiến khu xưa với những hầm tránh bom chữ A, hầm chiến đấu chữ Z hay hầm bí mật chữ L, được phục chế trên nền dấu vết xưa. Cùng với đó là các căn cứ bí mật, những ngôi láng, nhà bếp, phòng hội họp, những hố bom vẫn còn nguyên dạng trong căn cứ xưa.
Tối hôm nay, với chủ đề ứng phó biến đổi khí hậu, các chiến sĩ nhỏ của chúng ta đã được tham gia hội thi hóa trang do chương trình tổ chức. Tham dự hội thi, các em đã tự do thể hiện sự sáng tạo của mình qua từng bộ trang phục công phu và đầy màu sắc hòa lẫn với tiếng nhạc sôi động, đã làm cho các em có một đêm thật vui tươi và tràn đầy phấn khởi. Để tạo thêm sự hấp dẫn trong hội thi hóa trang đêm nay, ban tổ chức còn chà trao 500 suất gạo cho các hộ nghèo trên địa bàn xã và người dân nghèo Campuchia. Ngoài ra, các em còn được tham gia lao động giúp dân, tích cực tham gia vào công tác vệ sinh môi trường, trồng cây, nhặt rác, phụ giúp những công việc tại nhà dân. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt và làn da rám nắng, nhưng các chiến sĩ nhỏ vẫn hồn nhiên, vẫn say sưa lao động giúp dân, tích cực tham gia vào công tác vệ sinh môi trường, trồng cây, nhặt rác, phụ giúp những công việc tại nhà dân, mới hiểu được sự quyết tâm rèn luyện của các em. Sự trải nghiệm thực tế tại nhà của người dân, cùng sinh hoạt và tham gia trực tiếp vào những việc làm hàng ngày của gia đình sẽ là những bài học vô cùng ý nghĩa cho các chiến sĩ, để biết đến giá trị của lao động, những khó khăn của cuộc sống đời thường, để biết trân trọng và yêu quý cuộc sống hạnh phúc mà mình đang có được. Tối cùng ngày, các em còn được tham gia giao lưu văn nghệ với đội tuyên truyền lưu động thị xã để gây quỹ cho người nghèo, do ban tổ chức chương trình học kỳ trong quân đội phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh tổ chức. Với tiết mục ca múa nhạc tổng hợp được các em chiến sĩ thể hiện với sự mộc mạc, hồn nhiên và không kém phần hiện đại được thể hiện qua từng tiết mục, phần nào đã làm cho bầu không khí đêm văn nghệ sôi động hẳn lên, đã thu hút đông đảo bà con biên giới đến xem và cổ vũ. Qua đêm giao lưu văn nghệ, chương trình đã nhận được số tiền trên 50 triệu đồng nhằm hỗ trợ cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã biên giới Bình Thạnh. Ngày thứ hai hoạt động dã ngoại tại xã Bình Thạnh, sau những hoạt động về quân sự và các hoạt động tại nhà dân, buổi sáng hôm nay, các học viên đã được tham gia trò chơi sức mạnh đồng đội do các điều phối viên tổ chức. Hoạt động tạo thêm không khí vui tươi bổ ích cho các em. Sức mạnh đồng đội là trò chơi đòi hỏi phải có sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên với sự điều động của đội trưởng. Những trò chơi dạng này sẽ phát huy tối đa kỹ năng làm việc nhóm cũng như kỹ năng tổ chức, lãnh đạo cho các chiến sĩ nhỏ của chúng ta. Trải qua 8 ngày được rèn luyện trong môi trường quân đội, ngày hôm nay, ban tổ chức học kỳ trong quân đội thị xã Hồng Ngự đã tổ chức lễ tổng kết chương trình. Sau những ngày huấn luyện trong quân trường, hôm nay, các em cũng đã thực hiện phục vụ báo công lại cho ban tổ chức về những bài học trên quân trường trong những ngày qua. Với sự thành thạo trong từng động tác để có được kết quả như ngày hôm nay, quả thật, các em đã có những ngày rèn luyện thật ý nghĩa và đầy quyết tâm. Kết thúc khóa học, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 71 trên 71 học viên đã hoàn thành khóa huấn luyện học kỳ trong quân đội với loại giỏi. Tham gia chương trình học kỳ trong quân đội, hầu hết các chiến sĩ nhỏ đều thấy mình đã trưởng thành. Sự trưởng thành không chỉ ở trong nếp nghĩ mà còn thể hiện bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Đây không chỉ là niềm vui của các em mà còn là sự mong mỏi của nhiều bậc phụ huynh. Khoảng thời gian 8 ngày tuy không dài, nhưng các chiến sĩ nhỏ sẽ còn được trải nghiệm thêm nhiều điều trong cuộc sống mà môi trường gia đình, nhà trường không thể mang lại cho các em. Tham gia học kỳ trong quân đội, các chiến sĩ nhỏ còn rút ra những bài học kinh nghiệm, kỹ năng sống, tính kỷ luật, tự lập, sống bản lĩnh và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.